Rồi, ok, xin chào anh em. Tựa game Ni No Kuni đã chính thức ra mắt bản Global rồi anh em ơi. Ngày hôm qua nó ra mắt và ngày hôm nay thì mình mới có cái video hướng dẫn anh em cách tải cái tựa game này trên ba cái nền tảng. Thực ra nó là hai cái nền tảng là trên mobile và trên PC thôi. Chia làm cả Android, iOS và trên PC cho nó đầy đủ em nhá. Hướng dẫn chi tiết nhất cho anh em luôn. Rất là nhiều anh em vướng mắc ở cái việc tải cái tựa game này. Thì ngày hôm nay video sẽ chỉ hết cho anh em từng bước một đầy đủ nhất. Tựa game này thực sự đồ họa được phết anh em ạ. Đồ họa rất chi là đẳng cấp. Game được Lab Mabu phát hành toàn cầu. Ok, không nói nhiều nữa thì mình sẽ hướng dẫn đầu tiên ở trên Android nhé. Android trước cho nó ok, tại vì Android hiện tại thì nhiều người sử dụng nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ tải cho mình cái phần mềm đó là TapTap. TapTap thì chắc anh em chẳng còn lạ gì nữa rồi. Một trong những cái kho store game ứng dụng được rất là nhiều người Việt Nam chúng ta sử dụng để mà tải các cái tựa game bên thứ ba. Anh em có thể là truy cập ngay vào website. Của chính TapTap, đó là tap.io. Đây, website đây, tap.io. Thì nó sẽ truy cập vào cái website của TapTap. Và ở đây thì anh em chỉ cần ấn cho mình đó là cái dòng chữ đó là Open TapTap. Những ai mà đã cài đặt rồi thì nó sẽ tự động mở TapTap cho anh em. Còn những ai chưa cài đặt thì nó sẽ tải cho anh em một cái file APK về. Sau đó thì anh em cài cái ứng dụng TapTap vào cho mình nha. Ok, đó là cái việc mà tải và cài TapTap. Sau khi mà tải thành công, cài thành công thì chúng ta sẽ có một cái icon TapTap ở ngay ngoài màn hình của anh em. Và đây là cái tựa game của chúng ta, đây là cái giao diện của chúng ta nha. Và anh em chỉ cần tìm cho mình đó là Ni này. Đây, nó đây rồi. Ni No Kuni. Anh em click vào đó, Cross World này. Ở đây thì nó sẽ có các cái phiên bản, bao gồm là bản Global, anh em quan tâm đến cái bản Global cho mình. Và anh em chỉ cần click vào cái phần Global này, nó có cái từ Global này nhá. Click vào đó thì anh em sẽ cài đặt cho mình cái tựa game này thôi. Cài đặt luôn cho mình cái tựa game này. Đấy, thì chúng ta có thể là chơi được cái tựa game này trên Android. Ở đây thì mình đã cài đặt rồi nên mình sẽ không cài đặt lại nữa nha. Đấy, cài tải ở trên Android thì rất là chỉ đơn giản thôi. Cực kỳ đơn giản, hoặc không thì anh em có thể là tải ở trên set play fake IP sang khu vực của Thái Lan nha. Fake IP sang khu vực của Thái Lan thì chúng ta có thể là tải cái tựa game này trên set play. Nhưng mà thay vì cái bước lằng nhằng fake IP thì chúng ta có thể là tải TapTap về để mà tải cái tựa game này trên ứng dụng TapTap nha. Anh em muốn nạp game uy tín giá rẻ, liên hệ ngay với thông tin trong hình ảnh trên để mà có được cái sự chuyên nghiệp nhất anh em nhé. Ok, còn ở trên thiết bị iOS thì chúng ta tải như nào? Cái này thì anh em sẽ chuyển vùng cho mình sang Thái Lan. Nhiều anh em sẽ không biết chuyển vùng như nào thì anh em truy cập ngay vào cái App Store của anh em. Sau đó thì click vào cái avatar góc trên cùng tay phải nha. Sau đó thì click ngay vào cái tài khoản iCloud của anh em nha. Bây giờ thì anh em lựa chọn ngay cho mình vào cái chữ đó là quốc gia và vùng. Đấy, click vào ngay quốc gia và vùng, sau đó thì ấn cái từ thay đổi quốc gia và vùng. Và ở đây thì anh em có thể là chọn cho mình cái quốc gia đó là Thái Lan. Thái Lan của nó thì nó sẽ là T này, anh em lựa chọn ngay cái từ Thái Lan cho mình. Đấy, có cái khu vực Thái Lan và anh em đồng ý cho mình nha. Thái Lan này tí nữa thì anh em chắc phải chuyển vùng lại. Sau đó thì street anh em cứ ghi cho mình Hà Nội. Tiếp ở đây cũng là Hà Nội, cứ ghi đầy đủ cho mình, anh em ghi cái gì cũng được, không quan trọng. Tiếp tục Hà Nội này. Sau đó thì Bangkok đi. Đấy, lựa chọn Bangkok cho mình, sau đó thì postcode ở đây thì Thái Lan thì anh em ghi cho mình là 100.000 đi. Sau đó thì anh em ấn cái từ tiếp theo cho mình. Ok, lấy một cái mã postcode của nó mà nó bị lỗi đỏ như này ấy, thì anh em chỉ cần xóa đi cho mình một số, nó là 10.000 anh em nhé. Ok, nó là 10.000. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã chuyển xong thành công sang khu vực Thái Lan. Và bây giờ thì không phải nói nhiều, con game này hiện tại đang đứng top 1 ở trên store của Thái Lan. Và anh em chỉ cần tìm cái tựa game này hay là nó xuất hiện ngay trước mặt anh em đây thì anh em ấn cái từ cài đặt cho mình thôi. Đấy, cài đặt cho mình là ok nha anh em. Đấy, tải cái tựa game này trên iOS với khu vực của Thái Lan là nó ok nhất anh em nha. Đấy, click vào cái từ get, sau đó thì tải cái tựa game này về. Ok, còn bây giờ thì chúng ta tải cái tựa game này ở trên PC nó sẽ ra sao. Thì anh em truy cập ngay vào website của cái tựa game này, link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Và khi mà anh em truy cập vào website này thì chúng ta sẽ có cái giao diện như sau. Đấy, nó sẽ có các ba cái phần, đó là PC version, Google Play và App Store. Thì ở đây anh em sẽ click vào cái phần PC version. Đấy, click vào đó và ở đây nó có cái từ download now. Anh em click vào cái phần download now là sau đó thì nó sẽ tải cho anh em một cái file exe của cái tựa game này về. Ok, sau khi mà đã tải thành công cái file exe đó thì chúng ta sẽ có một cái file của cái tựa game này. Đấy, Lab Mabu này, Growth World này, Global. Sau đó thì anh em click vào đó hai lần. Click vào đó hai lần em nhá. Để bắt đầu là tiến hành cài đặt cái tựa game này anh em ạ. Nếu mà anh em nào mà mở ấn hai lần mà nó không mở ra thì anh em có thể là chuột phải chọn cho mình đó là Run Administrator. Đấy, click vào phần Run Administrator thì nó sẽ cài ok nha. Từ đó thì ấn Yes cho mình và bắt đầu nó sẽ tiến hành cài cho anh em.
nó sẽ bắt đầu tiến hành cài cho anh em. Và anh em chỉ cần làm theo đúng cái hướng dẫn của nó thôi, cứ ấn OK tràn đi thôi. Cứ ấn OK tràn thì nó sẽ cài cho anh em cái client của cái tựa game này. Đấy, ở đây mình cài rồi nên bây giờ thì mình sẽ không cài đặt lại nữa nha. Sau khi mà cài đặt thành công cái file đó thì chúng ta sẽ có được một cái ứng dụng ở ngay màn hình chính của anh em. Anh em click vào đó mà mở cái ứng dụng này lên. Nó là một client của Netmapu. Client của Netmapu thì nó sẽ hiện cái tựa game này. Nó sẽ hiện cái tựa game này. Đấy là khi mà anh em làm thêm một bước nữa. Còn nếu mà anh em không làm thêm cái bước nữa thì nó sẽ không hiện cái tựa game này nha. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ chặn cái IP của Việt Nam. Và nếu mà không fake IP thì chúng ta sẽ không tải cái tựa game này. Không tải cái tựa game ở đâu anh em ạ. Bây giờ thì cái bước thứ hai, anh em sẽ tải cho mình một cái phần mềm nữa. Đó là VPN Gate. VPN Gate em nha. Click phần mô tả của video, mình để cho em một cái link tải VPN Gate. Em chỉ cần click vào cái phần download shop Android này, VPN Client. Click vào đó thì nó sẽ download cho anh em một cái file zip. Đấy, tải một cái file zip về anh em nha. Ok, sau khi mà tải thành công cái file zip đó thì nó sẽ hiện ra một cái file như này. Và anh em chỉ cần chuột phải, anh em chỉ cần click chuột phải, chọn cho mình đó là Extract Here. Đấy, sau đó thì anh em lựa chọn ngay cho mình vào chính cái thư mục download đó. Đấy, click ngay vào cái download đó và anh em click vào cái phần đó là đây. Chính ở cái thư mục mà anh em tải cái file VPN Gate đó. Đấy, và khi mà giải lén ra thì nó sẽ hiện ra những cái file này. Và anh em thì cần quan tâm đến một cái file, đó là cái file EAE. Đây, cái file EAE nhá. Anh em click vào cái file EAE đó hai lần. Hoặc nếu mà nó không cài đặt thì anh em chuột phải chọn run administrator cho mình. Do đó thì nó sẽ tiến hành cài đặt cái phần mềm fake IP. Anh em cứ lách tràn cho mình thôi. Cứ lách tràn cho mình. Đấy, cứ lách tràn, sau đó thì ấn OK để bắt đầu tiến hành cài đặt cái file, cái phần mềm VPN đó nha. OK, mình cài rồi nên mình sẽ không cài lại nữa. Anh em đang cần tìm giả lập mượt và nhẹ cho laptop và PC của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này, tải hai cái phần mềm giả lập này về cho mình. Hai phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cài đặt cực kỳ đơn giản, click và download ngay anh em nha. OK, sau khi mà cài đặt đầy đủ đồ rồi, đầy đủ đồ chơi rồi thì bây giờ chúng ta sẽ click chọn mở cho mình cái phần mềm VPN lên. Mở VPN lên cho mình. Sau đó thì anh em click ngay vào cái phần VPN Gate Public VPN Replay Server này. Đấy, click vào đó và anh em sẽ lựa click vào đó hai lần cho mình nhé. Sau đó thì kéo xuống lui xuống phía dưới và anh em tìm cho mình cái Thái Lan, khu vực của Thái Lan. Thailand, đây. Thailand đây, anh em có thể là lựa chọn bất kỳ cái Thailand nào cũng được. Đấy, click chọn bất kỳ cái Thailand nào, click vào đó, sau đó thì ấn cái từ Connect to the VPN Server này. Ấn OK cho mình. Thì nó sẽ tiến hành fake IP của máy tính của anh em sang Thái Lan nhá. Chờ một xíu thì nó sẽ connect server. Những cái server là bị lỗi, ví dụ như này anh em, nó sẽ có nhiều những cái server Thái Lan đúng không? Nó sẽ bị lỗi thì anh em sẽ lựa chọn các cái khu vực khác cho mình. Đấy, chọn các cái phần khác cho mình, ví dụ ở đây là bị lỗi này. Thì mình sẽ hủy nó đi và lựa chọn cái server khác của Thái Lan. Đấy, nó rất nhiều server anh em nhá. Rất nhiều server và anh em có thể là click hai lần để nó bắt đầu rồi, OK. Ở đây nó có cái từ Collected này, thì nó đã kết nối thành công và fake IP thành công. Và bây giờ thì anh em chỉ cần mở cái Netmapu Launcher lên thôi, client của Netmapu. Ấn Yes để mở lên. Sau khi mà nó đã fake thành công thì ở cái client này nó sẽ xuất hiện cái tựa game này. Đấy, đây. Giao diện của nó thường nó sẽ như thế này nhá. Anh em click vào cái phần Locally này. Locally này, sau đó thì anh em ấn cái từ cài đặt cho mình. Ấn cái từ install nhá, nó có cái từ install và anh em lựa chọn ổ, sau đó thì cài đặt cái tựa game cho mình. Đấy, rất đơn giản thôi anh em, cài đặt ở trên PC rất đơn giản thôi. Sau khi mà anh em đã bắt đầu tải thì anh em tắt luôn cái VPN này cho mình, disconnect luôn nhá, chuột phải chọn disconnect luôn. Đấy, thì nó sẽ mất cái kết nối đó và chúng ta sẽ tải với cái tốc độ cao nhất, max speed luôn. Khi mà anh em fake IP thì download rất chậm này, nhưng mà khi mà anh em fake IP thành công và thấy cái tựa game này ấy, thì anh em ấn cái từ install là bắt đầu tắt cái fake VPN thì nó sẽ tải rất nhanh, tải max speed luôn. Sau khi mà tải thành công thì anh em ấn cái từ play là bắt đầu vào game thôi. Đây, ở đây thì mình đã cài cái tựa game này rồi, mình cài sẵn rồi nha. Sau đó thì bắt đầu chúng ta sẽ mở cái tựa game này lên. Trong suốt cái quá trình chơi anh em không cần phải fake IP nữa, anh em chỉ cần quan tâm đến cái việc đó là sao đang tắt mạng rồi. Wi-Fi của mình nó mất mạng rồi này. Rồi, OK, kết nối đã rồi. Bây giờ ấn OK để bắt đầu nó mở cái tựa game này lên. Rồi, Wi-Fi đã lên rồi đấy. Vừa nãy nó bị lỗi cái gì đó, tắt mất cái gì Wi-Fi của mình đi.
Thôi tắt hẳn cái launcher đi nha. Tắt hẳn cái launcher đi, sau đó thì vào lại. Tắt cái VPN này đi này. Anh em tắt luôn cái VPN này đi nha. Đừng để. Sau đó thì mở lại cái tựa game này. Trong suốt quá trình chơi không cần phải fake IP nữa. Chúng ta chỉ cần fake IP cái lúc mà chúng ta tải game thôi. Đấy, ấn cái từ play cho mình. Click vào cái tựa game đó, ấn cái từ play và bắt đầu là vào game. Tốt hơn là lên tắt cái việt key đi nhá, để mà di chuyển cho nó dễ dàng. Bây giờ bắt đầu chờ nó mở game. Đấy, đã mở game rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm gameplay con game này. Con game này hỗ trợ chúng ta FPS 120. Đây là phần tùy máy. Máy của mình hỗ trợ FPS 120 cực mượt. Và lưu ý một cái điều cực kỳ quan trọng ở cái bước mà chúng ta lựa chọn server. Lúc đầu vào thì nó sẽ bắt anh em download một tí data này. Sau đó thì khi mà anh em click chọn cho mình chọn cái phần server ấy, thì nó sẽ báo như này. Và bây giờ chúng ta phải có một cái bước nữa bắt buộc. Đó là khi mà anh em muốn chơi ở trên PC thì anh em buộc phải tải cái tựa game đó về mobile đã. Buộc phải tải nó về mobile đã, sau đó thì đăng nhập cái tựa game đó nha. Đăng nhập cái tựa game đó. Ok, ở đây thì điện thoại của mình đây. Mình đã tải cái tựa game này sẵn rồi. Bây giờ thì chúng ta buộc phải có một cái bước nữa. Đó là cái bước mà anh em phải tải cái tựa game này trên mobile. Đăng nhập ở trên mobile thì chúng ta mới có thể đăng nhập cái tựa game này ở trên PC được. Bây giờ thì ở đây có cái phần tài khoản là mình sẽ thoát ra nha. Khi mà anh em tải cái tựa game này và đăng nhập cái tựa game này vào cái tựa game này thì nó sẽ có cái phần đó là anh em lựa chọn cái phần đăng nhập. Thì anh em sẽ lựa chọn cho mình cái phần đăng nhập đó là email. Click vào cái phần email. Đây, email nha. Thì ở đây nó sẽ có cái giao diện như này. Nếu mà anh em là chưa có tài khoản thì anh em click chọn cho mình nó là sign up with email. Sign up with email. Đó, sau đó thì anh em hãy nhập cho mình cái email này. Nhập cái email vào cho mình nha. Email của anh em, sau đó thì nhập cái password của anh em vào, mật khẩu của anh em vào. Rồi ok, mình sẽ nhập cái email của mình vào đây để hướng dẫn cho anh em chi tiết. Sau đó thì anh em tích vào cái phần này cho mình, sau đó thì ấn next cho mình nhá. Đấy, sau đó thì anh em nhập thêm cho mình một cái email recovery nữa. Có nghĩa là khi mà cái email kia bị lỗi chẳng hạn thì cái email khôi phục này chúng ta có thể là lấy lại mật khẩu được. Anh em nhập cho mình một cái email khôi phục vào đây. Ok, sau khi mà nhập cái email recovery thì anh em ấn cái từ next cho mình. Sau đó thì nó sẽ gửi một cái mã về cho anh em. Cái mã về cái email của anh em ấy. Sau đó thì anh em hãy vào cái email đó và xác nhận cái email cho mình. Sau khi mà đã xác nhận thành công, nó báo là thành công rồi ấy, thì anh em chỉ cần ấn cái từ confirm thôi là nó sẽ đăng ký thành công cái tài khoản của cái tựa game này. Đấy. Sau đó thì anh em chỉ cần đăng nhập. Đây, bây giờ thì anh em ấn cái từ sign in with email này. Sau đó thì anh em hãy đăng nhập cái tài khoản mà anh em vừa tạo đó vào đây. Ở đây thì mình đã có tài khoản sẵn rồi, bây giờ mình sẽ đăng nhập cái tài khoản của mình nha. Đấy. Sau khi mà anh em đã đăng ký thành công cái tài khoản ấy, thì bây giờ là chúng ta phải tạo cho mình một cái nhân vật đã. Tạo nhân vật cho mình, sau đó thì anh em lựa chọn bất kỳ cái server là anh em muốn này. Sau đó thì anh em hãy tạo cho mình một cái nhân vật. Tạo cho mình một cái nhân vật đến cái đoạn mà nó hướng dẫn tân thủ đầu ấy, thì anh em sẽ thoát cái tựa game này trên mobile ra và bắt đầu quay trở lại đăng nhập cái tài khoản mà anh em vừa mới tạo, gồm email và mật khẩu ấy, vừa mới tạo vào đây, vào cái màn hình đăng nhập của PC ấy. Thì chúng ta có thể là đăng nhập thành công cái tựa game này trên PC. Đó, thì bây giờ nó sẽ hiện cái giao diện chọn server và anh em lựa chọn server bất kỳ. Thì nó thường là nó sẽ là cái server mà anh em vừa nãy tạo nhân vật ở cái điện thoại ấy. Đấy, anh em lựa chọn đúng cái server đó, bắt đầu vào chơi cái tựa game này. Click vào bất kỳ cái gì ở trên màn hình của anh em. Sau đó thì bắt đầu vào chơi game. Ok, sau đó thì anh em sẽ bắt đầu vào cái nhân vật mà anh em vừa nãy tạo ở trên thiết bị mobile. Đấy, sau đó thì ấn cái từ start để bắt đầu vào cái tựa game này nhé. Bắt đầu triển cái tựa game này. Đây, và đây là cái giao diện gameplay con game này. Con game này sở hữu cái đồ họa rất chất lượng. Thực sự là như vậy, đồ họa rất đẳng cấp luôn anh em nha, giống như kiểu Genshin Impact ấy. Đây là phiên bản Genshin Impact của Lilo Kili. Thế giới mở em nha, tựa game rất chất lượng. Đó, thì gameplay của chúng ta đây. Nếu mà anh em thấy video của mình có hay và hữu ích, có ích cho anh em có thể là tải game và cài đặt game nó ok, mượt mà và chuẩn chỉnh. Chơi nó ok nhất thì nhớ là quay trở lại cái video này, chia sẻ cái video. Sau đó thì like và đăng ký kênh chúng mình nha, để mà mình có động lực hơn làm ở những video sau. Còn bây giờ thì chúc anh em trải nghiệm cái tựa game này vui vẻ. Và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo em nha. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Đấy, bây giờ thì bắt đầu di chuyển làm nhiệm vụ tân thủ thôi anh em.